Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, thực hiện kế hoạch thi giáo dục hướng nghiệp bậc trung học cơ sở cấp huyện năm học 2021-2022 thuộc dự án trẻ em gái sẵn sàng cho tương lai. Địa bàn xã Tà Vầy Sủ là một xã khó khăn nhất của huyện, đời sống người dân nơi đây còn hết sức khó khăn. Với hơn 90% đồng bào là dân tộc Mông, với nhiều hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, thế hệ trẻ học tập và có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt là nữ là rất thấp. Với sự vào cuộc của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, đã và đang từng bước định hướng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, là các em học sinh đến trường học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân. Để giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đạt hiệu quả cao nhất, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Bà Vầy Sủ thực hiện nhiều hình thức khác nhau, như vừa giáo dục tại trường lớp, đồng thời cũng thực hiện tuyên truyền tại gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi tiểu phẩm Mỉ Muốn Đi Học, với sự thể hiện Tạ Bằng Giang trong vai ông Quáng, Phan Thị Nay trong vai bà Quáng, Âu Văn Sự trong vai trưởng thôn, Hoàng Thị Liên trong vai Mỉ, Nguyễn Thị Xuân trong vai cô giáo chủ nhiệm lớp 9 cùng các em học sinh lớp 9 và hai em nhỏ tại xã Bà Vầy Sủ. Và sau đây tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Tại gia đình ông Quáng. Ôi giời, sao này lợn gà bậy hết ra nhà thế này. Mỉ đâu? Mỉ, con Mỉ đâu rồi? Bố, con đây. Bố hỏi con có việc gì đấy, con đang học thêm một chút nào. Bố cứ gọi. Mày lại đi đâu đây? Mày xem nhà cửa thế này thế. Có được không? Chán quá. Cái thằng Vân này lại chỗ con đi xuống trường học trước cổng trường và cho nó một trận mới được. Chúng mày lại rủ nhau đi học đấy phải không? Liệu hử, ở nhà cho tao. Lớn rồi không học hành gì cả, ở nhà làm nương, lấy chồng cho tao, để tao còn được mấy chục triệu. Thịt lợn, thịt gà, rượu uống thoải mái, không học hành cả. Bố, vậy cho con đi học tiếp đi. Cho con đi học để bằng các bạn chứ. Lớn rồi, không học hành thế, ở nhà đấy cho tao. Nhà mình có 5 đứa con, có mỗi cái Mỉ nó thích học thì ông cứ để cho nó đi học, sao suốt ngày ông quát mắng nó hết, bắt nó đi nghỉ học lấy chồng là sao? Bà muốn tôi chết thì phải không? Ngày xưa đấy, bố tôi đến đời tôi đấy, 14 tuổi lấy bà 17 tuổi, có anh quái gì đâu, vẫn nuôi được 5 đứa con đây này. Bố cho con đi học tiếp đi, con không muốn lấy chồng sớm đâu, lấy chồng sớm khổ lắm, ra đường gặp các bạn cười cho. Cười cái gì? Ai cười? Mày nói tao nghe thế nào? Ra đường các bạn gặp, các bạn hát trêu con như thế này này. Như nào? Vợ trẻ nhưng để sòn sòn như ai, 3 năm 2 gái 1 trai, đông con ăn sắn ăn khoai càng già. Ra đường bạn gặp chào bà, đỏ mặt giới thiệu đây là vợ tôi, chồng thì đang tuổi ăn chơi, vợ như bà lão 50 xuân thì. Thôi, dừng lại ngay, im mồm, con lấy áo. Mày thấy bố mày trẻ mẹ mày ra mày làm thơ để chửi bố chửi mẹ mày phải không hả? Không học hành gì cả. Không có chửi bố đâu, con đang đọc lại bài các bạn trêu con mà. Trêu cái gì? Mày không phải học hành gì cả, ở nhà cho tao, ở nhà lấy chồng cho tao, công mày mà đi học thì liệu hồn nhá, liệu hồn. Bố mày mà ngồi dậy được thì mày chết. Đừng đánh nó nữa. Trường học. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mở sách vở ra học bài mới nhé. Các em có biết tại sao mấy ngày hôm nay bạn mình nghỉ học không? Dạ thưa cô, chúng em không biết. Hôm qua chúng em đến nhà nhưng bà mình không ở nhà, cô và anh đuổi chúng em đi. Vậy à, sao bác ấy lại đuổi các em? Dạ thưa cô, mình muốn đi học nhưng bố bà ấy không cho đi. Ba bà ấy ở nhà làm việc rồi lấy chồng. Bố bà ấy thường xuyên say rượu, rồi đánh bà ấy nữa, bà ấy sợ lắm cô ạ. À, ra thế, chiều nay hết tiết học cô cùng các em đi đến nhà bạn Mỹ nhé. Vâng ạ. Hết tiết học cô mời các em nghỉ. Cảnh 3, tại gia đình ông Quáng. Tìm đâu Quáng ơi, anh chị có nhà không? Ai gọi đây? Chào chị. Chào bác trưởng thôn, chào cô giáo và các cháu. Mời bác trưởng thôn và các cháu vào nhà. Em chào anh Quáng. Chào bác trưởng thôn nhé. Bác trưởng thôn, kia bà tôi giới thiệu nhé. Chị Hầu à? Hầu à? Em chào anh chị, em là giáo viên chủ nhiệm của em Mỹ. Còn đây là các bạn cùng lớp của em Mỹ. Mỹ ở nhà không anh? Có không ở nhà. Có đi làm nước rồi, mời cô giáo uống nước. Vâng, cảm ơn anh ạ. Con chào bố mẹ, em chào cô, chào các bạn. Mỹ, bạn nghỉ đây rồi, sao mấy hôm nay bạn không đi học? Con gái đến tuổi lấy chồng rồi. Con gái người Mông 14-15 tuổi là đã phải đi lấy chồng rồi, không phải học hành gì cả. Sao anh chị nghĩ thế ạ? Việc em phải đi học là rất cần thiết đấy anh ạ. Anh hãy tạo điều kiện cho cháu được đi đến trường như các bạn ở đây nhé. Cô thì biết cái gì? Nhà tôi nghèo đấy, có cái gì ăn đâu, cho nên nó không cần phải đi học nữa. Con gái người Mông đến tuổi là đi lấy chồng, thế thôi. Việc đi học là rất cần thiết anh ạ. Anh hãy tạo điều kiện cho cháu để đi đến trường, học cái chữ sau này bằng bạn bằng bè và sẽ phát triển được bản thân của mình. Bạn em ấy sẽ đỡ vất vả trong cuộc sống sau này của em ấy anh ạ. Thôi, việc này không liên quan đến cô. Mời cô về cho. Thôi, anh quá. Anh cho cô giáo trình bày thêm đôi chút một số cái nhiệm vụ học tập trong tương lai của cháu. Thôi, không cần nói gì nữa. Mời bác trưởng thôn và mọi người về cho. Anh Quáng ạ, trong khi pháp luật quy định mỗi gia đình chỉ sinh 1 đến 2 con, còn gia đình anh chị thì có bao nhiêu con ạ? Ừ, thì nhà tôi nghèo, tôi phải để nhiều, nhưng mới có người làm lương chứ. Anh bắt cháu lấy chồng sớm là vi phạm luật hôn nhân gia đình, sẽ không tốt cho cháu. Sợ cuộc sống sau này của em ấy rất là khổ với anh ạ. Cái gì? Trẻ con mà không có quyền á? Quyền là tôi đây này. Trẻ em cũng có quyền đấy anh ạ. Gồm có 4 quyền cơ bản. Đó là quyền sống còn, quyền được phát triển, quyền tham gia và quyền được bảo vệ anh ạ. Gì mà nhiều quyền đấy? Tôi không biết đâu. Anh hãy cho cháu để tiếp tục đi đến trường, để phát triển sự nghiệp của mình, cũng như là theo đuổi cái học tập của mình. Em ấy học rất tốt ở lớp, em tin rằng sau này em ấy sẽ có nghề nghiệp ổn định và sẽ phụ giúp gia đình mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn ấy ạ. Tôi thấy anh cô giáo nói đúng đấy anh Quáng ạ. Anh chỉ thấy đấy, anh Hiền chủ tịch xã ta này, rồi cô Chu, anh Sơn, anh Báo, anh Vu, các cán bộ xã ta đều là người địa phương. Mình đi học về thì rồi làm cán bộ, có công ăn việc làm tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, còn có thể góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn. Còn anh chị mà lại không cho cháu nghỉ đi học ấy, anh chị còn vi phạm về vấn đề quyền trẻ em ấy. Con Mỹ là con gái thì nó làm được cái gì chứ? Con gái thì chỉ có đi lấy chồng thôi, sinh con đẻ gái, thế là hết. Anh Quáng ạ,
xã hội ngày càng phát triển, trai gái đều có quyền bình đẳng như nhau. Anh chị hãy tạo điều kiện cho cháu được đi đến trường, đến lớp, học lấy cái nghề. Xã hội chúng ta bây giờ tạo điều kiện cho con cái đi đến trường để học cái chữ này, sau này phát triển bản thân của mình sẽ có nghiệp nghề nghiệp ổn định. Anh hãy tạo điều kiện cho cháu để đi học cái chữ đã, sau này cuộc sống của em ấy sẽ đỡ vất vả hơn và em ấy sẽ không vất vả như anh chị hiện tại bây giờ. Anh hãy tạo điều kiện cho cháu để đi đến trường anh nhé. Tôi thấy cô giáo nói đúng đấy ông ạ. Mình nên cho cái Mỉ đi học thôi. Bố mẹ ơi, bố mẹ cho con đi học nhé. Con xin hứa là những lúc được nghỉ con sẽ về nhà giúp bố mẹ. Tôi nghĩ chắc là mình sai rồi. Bu đó. Ngày xưa tôi với bà không được học hành, không biết chữ nghĩa, cho nên mới nghèo mới khổ như bây giờ. Thì bây giờ trở đi tôi và bà sẽ cố gắng làm lương để nuôi các con được đến lớp, đến trường đầy đủ. Tôi xin lỗi cô giáo, vừa rồi tôi có những lời lẽ không phải với cô, mong cô thông cảm và bỏ qua cho tôi. Không sao đâu anh, như vậy là mọi việc đều tốt rồi ạ. Anh hãy tạo điều kiện cho cháu được đi đến trường anh nhé. Mỉ, bố xin lỗi con, từ giờ bố mẹ sẽ cố gắng đi làm để nuôi các con được ăn học đến nơi đến chốn. Từ mai con sẽ đến trường học cùng các bạn và bố hứa sẽ không rượu chè nữa. Mẹ, em cảm ơn cô giáo. Con xin hứa là con sẽ học tập thật tốt để sau này được học có nghề và để giúp gia đình chúng ta là thoát nghèo, để không phụ lòng của bố mẹ và các thầy cô. Như vậy là mọi việc đều tốt cả rồi. Qua đây cô cũng mong rằng tất cả các em hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập của mình, rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng bản